gamer á, ta kiếm tiền bằng tài năng, bằng bản lĩnh, chứ không phải bằng cái miệng và cái sự điểu cán, đúng không? Mà lỡ mà có điểu cán rồi đó, mà bị người ta phát hiện hay là không có gọi là cơm không lành cơm không ngọt á, thì dùng đô la thần trưởng để trám cái sự điểu cán của mình lại bằng cách trả 10 triệu cho nhỏ đó đi ba. Yes. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Thì hôm nay trước vào chương trình anh có đôi lời nó hơi khó nghe, mà nói chung là lời thật lòng mà Duy muốn chia sẻ tất cả mọi người. Thì xin lỗi trước. Đó là Duy Nguyễn đã làm một cái chùm series về thẻ tín dụng. Đây là một cái thể loại mà kiến thức thực tế mà các bạn rất khó, không ai dạy bạn đâu. Đó, các bạn tối ngày bạn vô nhắn tin anh Duy Nguyễn này nọ kia làm cho em thẻ tín dụng, tính tất cả những kiến thức thực tế. Nhưng mà trong khi Duy Nguyễn làm xong đó, mấy bạn không có share. Mấy bạn không có cho người nhà các bạn coi. Các bạn không có đem tuyên truyền cho mọi người. Đó, làm cho cái hành trình trở nên nút vàng của Duy nó chậm quá. Cái đó là Duy không thích. Cái đó nói thiệt á, làm video tóc hay chém gió cũng được, chia sẻ kiến thức cũng được, tất cả mọi thứ. Nói thật với bạn, trên cương vị của Duy là giám đốc công ty BBT, một công ty đầu ngành về lĩnh vực gym tập bổ sung, BBT Top One, ok. Thì có lẽ là Duy sẽ không có dành thời gian để làm những cái thể loại mà giống như là vlogger này đâu. Nhưng mà vì sao? Vì các bạn, vì được các bạn fan thân yêu. Duy Nguyễn biết rằng Duy Nguyễn có ngày hôm nay á, là nhờ các bạn fan, nên Duy Nguyễn muốn làm một cái gì đó trả lại cho các bạn fan. Cái dư âm của tháng cô hồn vẫn còn tới ngày hôm nay đó. Trong ngày hôm nay là Duy Nguyễn nó thật sự năm nay là Duy Nguyễn lỗ mấy chục tỷ á. Thì cái nguyên nhân là tịch như thế nào á thì các bạn chờ đi, Duy Nguyễn sẽ chia sẻ sau. Công việc của công ty rất là bận rộn, hàng hóa về liên tục, có những cái phốt trong ngành logistics nữa đó. Thì tất cả tập thể nhân viên của công ty tôi á, 50 thằng ký hợp đồng chính thức, vàng đóng đứa không chính thức nữa, ngồi làm quần quật này nọ, đại lý xúc đơn hàng này nọ kia, 5-6-70 thằng đại lý nổi hàng em đi chưa, tiền em tới chưa, rồi có hỏi bành não luôn đó. Nên lúc đó đó là Duy mới tính làm một cái hệ thống quản lý mới về đại lý, nhưng mà chưa chia sẻ được, nói vậy thôi. Rồi trên bàn của Duy đây á là cái bánh trung thu. Bánh trung thu này là cái bánh trung thu là con bồ nhỏ của thằng Media nó làm, nó tặng anh. Con bồ nhỏ của thằng Media nó nói là đây là tình cảm bồ của em đối với anh, nhưng mà thông qua em đưa cho anh, anh ăn giùm em để cho bớt lean. Nó tặng bánh cho sếp nó mà nó nói ăn cho bớt lean đó, thì mấy em thấy làm sao? Nhưng mà này nhiệt tình lắm, được cái nó nhiệt tình, nó từ sáng là nó gặp anh nó tặng rồi. Nó nói thôi tao uống libo rồi, tao uống ao liếp rồi, tao không ăn được, để chút xíu tập xong tao review video tao ăn. Xong rồi nãy anh review video bên kia nó cầm qua đường lần nữa anh quên, xong nó qua quý gia đường lần nữa, tới họ quay cái nó đem từ ngoài đây vô lần nữa. Bây giờ có hai vấn đề, một là nó thương mình thiệt, nó cho mình ăn bánh, hai là nó muốn anh quảng cáo dùm bánh trong bồ nó. Các bạn comment coi đó ý đồ nào. Rồi tiếp tục quay tới thẻ tín dụng. Cái công sức của anh Duy Nguyễn á, làm biết bao nhiêu video về thẻ tín dụng đó, nhưng mà xã hội nó chưa thấm hay sao bạn ơi. Nó vẫn còn những cái đứa mà nó khùng, nó bị khờ, nó bị dụ sao đó. Nó bị dụ đây, tiện có một cái phốt rất lớn mà Duy Nguyễn không tiện nói tên. Nhưng mà cái phốt này chỉ đại diện thôi. Nó chỉ đại diện cho cách làm ăn ma muốn, cho cách làm ăn nụ dối trá trong của một cái xã hội đảo điên. Đương nhiên sale á là phải chạy lên số. Thì có nhỏ sale kia, nó dùng nhan sắc của nó, dùng số đo ba dòng nảy nở này nọ, dùng miệng lưỡi đó, tối về nhắn tin Zalo thì thầm vô khách gì đó ABC không biết. Và con trai thì ngược lại dùng sức hút 18 triệu này nọ kia. Nhớ nha, 18 triệu còn 1,8 triệu đó. Thì giá là không có hết, dùng sức hút này nọ kia, những lời Mỹ Nam đó, mật ngọt có đường, những lời của con Trọng Thủy, đúng không, những lời của con lão bố đồ đó, đi rủ rê mà tỉ tê với khách nữ vô trong phòng gym tập đó, để nó bán gói BT cho con nhỏ đó. Mà cái gói BT đâu có rẻ đâu bạn, gói BT nào nó trên 50 triệu không à. Tao nói thiệt với bạn, gói nhỏ là cá hôi lông, cá hôi lông tụi nó không có làm đâu, nó làm cá bự, cá phải trên 50 triệu. Mà trên 50 triệu thì con khách này nó làm gì nó có tiền đủ 50 triệu, đúng không? Nó không thể nào nó đủ 50 triệu cả. Xong cái nó gạo qua gì? Mà gạo qua cái này mới hài nè. Gạo qua vay nợ để mướn BT. Con thấy được cuộc đời nó chó má chưa mấy em? Tiền ăn cũng có nữa, nó dụ con người ta vay nợ để mướn BT. Bây giờ mà hỏi trong BBT có luôn, thề cũng có. BBT cũng có cái màn vay nợ đó. Đó, cái màn vay nợ, nhưng mà cái màn vay nợ là để cho có để thôi, chúng tôi nói chuyện BBT sao. Nhưng mà nhà tôi nói là cái cách làm ăn và cách lừa đảo của một cái xã hội nó dẫn tới cho cái việc mà gọi là
sau này có nước chém lộn thôi chứ không còn cái gì giải quyết được hết đó. Quay lại nó dụ con nhỏ này, tức là cái thằng BT này nó dụ con nhỏ đó, nó là giờ thôi đi mượn nợ ngân hàng đi để gọi là đóng tiền cho em dạy chị hay chị hay anh dạy em gì đó không biết, rồi có xào trẻ gì không thì không biết đó, mà đại loại là giờ như vậy thôi, giờ chị chuẩn bị hồ sơ đi đúng không, chị chuẩn bị hồ sơ đi để cho em nộp lên ngân hàng đó, rồi ngân hàng nó duyệt cho chị, rồi em bảo đảm là tới ngày mà nó có thẻ đó chị quẹt phát một thôi là hợp đồng chị nó ấy đó, bảo hành 100% luôn rồi. Nhưng mà bây giờ để làm được cái chuyện đó đó, thôi chị đặt cọc cho em trước 5 triệu đi, để làm chi, để em dạy đỡ vài bữa, để em đợi dạy đỡ vài bữa chứ còn cái ngân hàng nó duyệt tới từng lận hoặc 10 bữa lận. Ờ mà nghe cũng có lý mày, đâu mới về mà rút về mà lấy mẹ nó 10 triệu ra đưa cho thằng BT luôn, xong rồi đưa hợp đồng chứng minh dân này nọ kẹp 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 các kiểu đưa nộp ngân hàng. Má ngu vậy mà cũng sống được nó hay chứ ta. Anh làm bao nhiêu cái video nó là cuộc đời này sống đừng lừa ai hết, đừng để tao lừa mình đó. Vậy mà con nhỏ đó nó chịu mày, tao cũng lại độ lầy luôn, mà không phải là một đứa, tức là cái một đứa là anh kể cho tụi em hiểu thôi, ở ngoài sòi nó có hằng hà sa số, tức là mấy thằng nghèo mà đú á đó. Ví dụ là sao tự nhiên cái mày, ủa tự nhiên hãng cho mượn tiền luôn hả ta, nghe thích không, mày thích không, tự nhiên giờ có thằng nào nó cho mày mượn tiền mà thích không? Ơ mới cho mượn 40 triệu 50 triệu mà không cần con mũ gì chân, thích không? Yes. Thích không thích, đi làm lương ba cọc ba đồng luôn, làm lễ tân tiếp tân cho ba nhà hàng rồi tối phải đi thêm ba này nọ kia này nọ đưa mời gì đậu phộng gì đó. Ơ xong rồi giờ nghe nó mượn hàng cho được 50 triệu để thuê BT kia dính 7 liền. Nhưng mà cũng đâu có gì đâu, cái 7 nó chưa nằm ở đó, mà cái 7 nó nằm ở phần sau nè. Rốt cuộc ngân hàng nó trả hồ sơ đó mà không đủ điều kiện vay. Xong rồi cái quay lại, thôi chứ em bây giờ ngân hàng nó trả hồ sơ chị rồi hả? Thôi vậy chị thông cảm đi, ngân hàng trả hồ sơ chị rồi, chị về chị lấy 40 triệu ra. Chị lấy 40 triệu còn lại đi rồi em chị đưa cho em đi rồi mình làm tiếp hợp đồng. Mà con nhỏ này khổ, nó không có được 40 triệu, nó tới nó gặp Duy Nguyễn. Nó giờ thôi Duy Nguyễn cho mượn đi, mượn khỉ gì mà cho phòng tao tập luôn đi, mượn gì? Đâu mới ngu như mày sao cứu? Khổ vậy đó. Ừ, cuối cùng cái lộn cái gì, đáng lẽ như cái chỗ kia làm ăn đàng hoàng nha, thì nó trả lại cho con nhỏ này 10 triệu mẹ đi, coi như cái cây này mình không giúp được khách hàng thôi, trả nó 10 triệu đi, không trả 10 triệu, bây giờ 10 triệu giải 3 buổi rồi, giờ bây giờ có gói thấp là gói 10 triệu, gói 10 triệu BT giải được 10 bữa, ví dụ vậy, giải được 10 bữa, còn cái gói 50 triệu là giải nhiều hơn, nó 100 bữa hay là 120 bữa đó, càng về sau nó càng mắc, lộn xin lỗi, càng về sau thì cái phí từng buổi đó nó càng rẻ. Thì đâm ra bây giờ cái thằng đó nó gài nhỏ này vô thế, giờ mày xài hết 10 triệu luôn, hợp đồng mày bị hủy, mày xài hết 10 triệu trong khi mới 10 triệu mắc, trả không trả, bỏ nghỉ, xù. Đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai á là mấy ông nội mà thu gói tập 3 năm á, xong rồi dọn nhà đi trong đêm á, trời đất ơi, nó kêu xe tải tới bộ 4-5 xe luôn, máy tháp bụp, đủ giờ trong đêm sáng dậy đóng cửa. Chá học bà, đầu đi kiếm thằng kia nó kiện, đòi thưa, kiện khỉ khô với kiện, Việt Nam phải Mỹ đế đâu kiện. Đó thì cái điều đó thể hiện là cái gì, đúng không, cũng là thẻ tín dụng đó. Bây giờ thẻ tín dụng nó lan lỏi trong từng đời sống, đúng không, các bạn có kiến thức về thẻ tín dụng thì bạn sống, còn bạn không có kiến thức về thẻ tín dụng bạn ngu thì bạn chết, đúng không. Bây giờ mình đưa cái đầu ra ngu á thì kiểu gì nó trả bào, nó trả lừa, mà cái ngành game á, cái ngành sale của ngành game á, nó chỉ là đại diện cho những cái ngành sale khác thôi, thiếu gì những ngành sale khác nó cũng có cách làm việc, nó mô típ ni chang nhau, đúng không. Mà trong khi anh Duy Nguyễn làm rất là nhiều video nó chia sẻ các bạn về những kiến thức rất là thực tiễn về thẻ tín dụng, đừng để cho nó dính bẫy lãi, đừng để dính bẫy nợ, đừng để dính này dính kia, đồng tiền quản lý, control đồng tiền nó phải hợp lý, nó phải hợp lý, nó phải chính xác thì mình mới có của, mới có tiền được. Còn quản lý đồng tiền vậy nghe nó mượn tiền khoái quá mà tự nhiên đi mượn tiền thuê BT, thôi thua luôn, dẹp đi, cái đó hình thức lợi dụng lẫn nhau thôi, đúng không. Bởi vậy BBT ngân hàng kia lỡ chào đặt cho có thôi, chứ cũng chả có bao giờ ham hố mà tư vấn như khách hàng vô cái đó làm gì cả. Thà mấy thằng VIP á thì nó đã có thể ứng dụng bà rồi, anh nói đúng không em, đúng không. Thí dụ mày VIP như tao thì đã có thể ứng dụng rồi, có cần gì tao phải chạy tới cái chỗ đó tao làm dịch vụ đó rồi nó đăng ký thẻ cho anh, nghe nó ảo tung chảo vậy đó. Vậy mà dính vô thì thằng kia ví dụ như nó gài người ta vô cái cây đó đi rồi nó trả lại thì cũng được, nó trả lại thì cũng được, nhưng mà con cái tại sao mà tự nhiên cái nó, cái ngân hàng nó đã fail rồi mà thằng khứa này nó không trả 10 triệu cho nhỏ này luôn đó. Nó dẫn tới kiện tụng phốt phiết này nọ trong ngành game bấy nhầy hết. Ngành game năm nay nhiều phốt lắm. Nó lúc đầu với phốt đó thì cái thằng BT nó dạy nhỏ nọ, xong nó phập luôn nhỏ đó luôn. Phập nhỏ đó, chồng bắt ghen tại khách sạn, mà vợ chửi luôn chồng yếu sinh lý. Rồi cứu đó lên quyền thoại luôn đó mấy em. Rồi xong rồi ví dụ gì nữa?
cái vụ thằng khứa nào đi nó bóp cái gì của con bồ gamer, xong quay lại bốn người ai nó đập cho ông phát ngoài Hà Nội nữa. Rồi xong rồi cái vụ cái vụ 18 triệu ụ tười lưa luôn quá trời. Nó quay lại vấn đề cái thẻ tín dụng á, là một cái gì đó nó lẫn dao hai lưỡi. Các bạn chơi thẻ tín dụng thì các bạn mới biết cách, mà các bạn là gamer á, các bạn là streamer á, thì các bạn á là cái đối tượng á để Duy Nguyễn chia sẻ kiến thức cho những bạn streamer trong ngành, trong nghề. Khi mà mình chơi sao cho nó hợp lý, mượn tiền tầm bậy tầm bạ là chết. Tụi em mượn tiền tầm bậy tầm bạ là chết. Khi mà nó cho em mượn á thì nó nói nhẹ nhàng, nó nói ngọt ngào, nó dụ dỗ này nọ các kiểu, mà khi mà nó đòi em là mã nó chém xuống đó. Đó là cái nhất. Còn ngược lại cái thằng kia cũng vậy, khi nó mượn tiền em á thì nó quỳ nó lại, mày mượn tiền mà khi mày đòi nó mày quỳ ngược lại, nó chưa trả nữa. Bởi đồng tiền bây giờ chơi lịch sự văn minh, đừng đụng chạm tới tiền của nó thiệt. Nên nhiều thằng ở trên live anh nó hỏi ba gai lắm, em mà giàu nhiêu mà láo, có giàu nhiêu cũng cho mày mượn tiền, nó thẳng luôn. Nên cái đồng tiền là cái nhạy cảm, cái xã hội phương Đông của mình á thì nó còn vậy đó, chứ nó chưa có văn minh bằng xã hội phương Tây. Phương Tây đụng tới tiền là cấm em. Thậm chí con vợ làm nhiêu tiền thằng chồng cũng không biết đâu tiền anh ấy xài con. Thí dụ như giờ giao đẻ đứa con, hai đứa bay sọt chung đó, đẻ đứa con thì giờ support kêu là child support, đúng không? Giờ đứa con đó thằng chồng tháng ngàn, vợ ngàn rưỡi, hay chồng ngàn rưỡi vợ 500 gì đó, thì cam kết ngay từ đầu và tiền cứ thế mà xài vậy thôi. Không có chuyện mà tiền bạc mà nó loạn xạ, nó mượn tùm lum tùm la. Rồi bây giờ mình á vay mượn nó phải đúng. Thí dụ như tụi em làm ăn á mà tụi em vay mượn, tụi em đầu tư tái tạo cho sản xuất thì đó là hợp lý. Còn mà cái màn mượn tiền mang xài là chết. Ở dưới quê đó mượn tiền ăn xài mẹ giật hụi, giật hàng đổ dưới cả đống. Có tự nhiên cái nhà đó đang bình thường bể nợ ra mấy trăm triệu không em. Không có tiền khỉ gì trơn, tiền ăn với tiền quýnh bài thôi à. Ở dưới quê đa phần nó là như vậy đó. Mà nó thấy con gái có những đứa nó mất nết chịu không nổi luôn á. Con đàn ông con trai nó quậy nó mất tiền đã chớ, đàn bà con gái quậy còn ác hơn đàn ông nữa. Trời đất ơi, nó quậy nó quýnh bài, nó quýnh đề, mượn tiền làm đẹp xí xà xí xọn này nọ kia. Xong rồi đổ nợ toàn là mấy trăm triệu không mà mấy em. Nên thôi, nói chung là xã hội nó có nhiều điều cay đắng và phức tạp. Vấn đề thẻ tín dụng đó là một cái bài học cho tất cả các bạn kinh doanh luôn. Các bạn kinh doanh thì góc nhìn của các bạn làm sao? Góc nhìn các bạn không được kinh doanh cái kiểu bố láo và manh múng như vậy. Bạn làm vậy nó mất mặt gamer lắm. Nó thật á. Đồng tiền gamer mà nâng tạ lên được thì đồng tiền kiếm nó phải sang. Chứ không phải là cái thằng gamer, là cái thằng mẹ tối ngày đi rò rõ khách hàng, ủa em chị ơi khỏe không, tới em đi. Thôi, gamer á, ta kiếm tiền bằng tài năng, bằng bản lĩnh, chứ không phải bằng cái miệng, bằng cái sự điểu cán. Đúng không? Mà lỡ mà có điểu cán rồi đó, mà bị người ta phát hiện hay là không có gọi là cơm không lành cơm không ngọt á, thì dùng đô la thần trưởng để trám cái sự điểu cán của mình lại, bằng cách trả 10 triệu cho nhỏ đó đi ba, để cứu lại danh dự cho mình. Chứ không để cho nó ngồi nó tố lên lum la Facebook phốt phiết này nọ các kiểu, chụp hình đồ bao nhiêu cái fanpage rồi bao nhiêu cái tờ báo đó đăng, ngày mai gamer nhục mặt cả nồi trong đó có mình nữa. Xin lỗi các bạn, bye bye. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lái xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.